Cảm ơn bác Cường đã gửi tặng hai quái vải khô của bác Giang nhé. Bác không để lại số điện thoại, em cũng không biết là bác Cường nào. Thì em đã nhận được hàng và cảm ơn bác đã tặng em cái này gọi là cái gì nhỉ? Đặc sản của bác Giang. Vải sấy Thì hay là vải sấy khô? đây là vải sấy khô của anh San Vlog. Tiện thể em quảng cáo luôn cho bác San Vlog luôn nhé. Đấy, còn đây là địa chỉ của bác San Vlog là Nguyễn Nguyễn Hạt, Nguyễn Hoạt ở Đông Sơn, Bắc Giang. Đấy, còn bác Cường thì chỉ ghi tên bác thôi chứ còn em cũng không biết là bác ở đâu. À Đấy. Và cũng không có số điện thoại để cảm ơn, thế nên em quay cái video này là cảm ơn bác đã gửi tặng vợ chồng em đặc sản của Bắc Giang là vải khô. Bây giờ em ăn luôn thì xem có ngon lắm không.